Anh em nha, video em giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình để góp nhận 20 top cần bi đau để tham gia giá hôm nay. Mình click phần link mô tả, mình mở cái link form ra cho các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow kênh Telegram của nó nè, các bạn join vào kênh group nó nè, follow tại Twitter nữa các bạn, và follow minimum thì các bạn nhấp vào nhiều lần, còn không được follow không được thì phát IP qua qua kỳ các bạn follow nữa các bạn. Rồi bạn bấm vào bốn chú tít này, tiếp tục bạn request bài tại Twitter bài này nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn like tại Twitter và bạn bấm vào một tweet lên các bạn. Các bạn chỉ bấm tweet lên được các bạn. Các bạn máy mình nó chậm quá, các bạn chờ chút xíu các bạn. Tất cả các bạn chỉ bấm nút tết lại rồi ok nha các bạn. Sau khi bạn bấm tết lại xong thì bạn mới đắp lên nè các bạn. Các bạn mở link form ra đây nè. Vâng, các bạn chờ chút tiếp tục thì các bạn lướt xuống các bạn Ubinet or chia sẻ lên group Telegram chụp hình lại gửi cho bot nè. Thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái bài viết cái game này là cái bài này nha các bạn. Các bạn chia sẻ lên một nhóm group các bạn. Các bạn nhấp vào chết bà. Đâu rồi ta? Các bạn nhấp vào một này các bạn. Rồi bạn chia sẻ bài game đó các bạn. Sao nhảy tào lao rồi ta? Các bạn nhấn mạnh vào cái mục này các bạn. Rồi bạn bấm vào một mũi tên cùng nữa các bạn. Trên cùng nè. Rồi các bạn gửi qua, bạn nhấp mạnh vào thì các bạn nó hiện cái này, các bạn gửi cho một cái nhóm khác các bạn. Rồi bạn bấm send. Sau khi các bạn bấm send xong thì các bạn trở lại cái nhóm mà các bạn chia sẻ, các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Các bạn chụp màn hình lên giúp mình nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn bắt đập lên các bạn. Rồi các bạn qua đây chỉ khai báo thông tin thôi các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Rồi khai báo thông tin thì tất cả các bạn làm hết trang mạng xã hội, các bạn bấm tiếp vào các bạn. Review các bạn bấm review luôn. Rồi tiếp tục thì bạn mở lên tờ Twitter, các bạn copy cái link review sau nãy các bạn gửi vào nè các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra các bạn. Các bạn nhấp vào bao gặp bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài tự quyết hồi nãy nha các bạn. Bài này nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nè. Tiếp tục thì các bạn sao chép vào khai nhân tạm nha các bạn. Sao chép liên kết. Chết bà sao lâu biết ta. Rồi sao chép liên kết nè các bạn. Rồi tất cả các bạn bắt đập lần nha các bạn. Các bạn dán vào đây nè các bạn. À quá tờ nhiều kiểu ngon luôn mà máy mình nó yếu mà không thể nào share hết lên cho tất cả các bạn được. Mình cũng không thể nào mà làm được luôn. Rồi các bạn bắt đập vào. Tiếp tục thì các bạn lần điền lại địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Bạn thông cảm các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn cho anh vào các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn, chắc ai cũng biết rồi. Tiếp tục thì các bạn vào mở tài Twitter, các bạn vào trang cá nhân các bạn sẽ thấy tài Twitter của tất cả các bạn. Tiếp tục thì bạn gỡ lên một cái bức ảnh hồi nãy các bạn chụp đó các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm tải lên thôi các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ mạng BNB Smart Chain, các bạn có thể dùng địa chỉ với chocolate của mình các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nè.
Rồi tất cả các bạn cũng hỏi địa chỉ chút lát ra các bạn copy cái địa chỉ BNB Smart Chain địa chỉ dưới này nữa các bạn. Ui la. Rồi bạn sao chép nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Và mình cũng thông báo các bạn. Trên kênh mình tôi cần mình có video hướng dẫn nhận một token Bitcoin Asset này cũng đã phân phối nha các bạn. Còn group token 10 Bilo thì vào ngày 30 tháng vào ngày 30 phân phối cho mình luôn các bạn. Rồi các bạn mở link form lại nha các bạn. Chưa. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Trời ơi nó sao đứng kỳ trời. Gần rồi gần xong đứng rồi. Rồi bạn bát vào đây nha các bạn. Không ăn luôn. Không biết sao luôn trời. Dán vào đây nè. Rồi tiếp tục thì cái mã mờ này thì các bạn điền cho mình a công. Mình gửi dưới phần link mô tả nha bạn. A cộng MMO của anh là các bạn. Ủa Telegram account thuộc với Gaffer. Gaffer Junju hay Telegram or account Twitter thì các bạn điền cho mình a cộng này. Telegram hoặc là account Twitter giúp được các bạn điền a cộng MMO của anh giúp mình nha bạn. Mình để dưới phần link mô tả cho các bạn nè. Rồi các bạn bấm vào YouTube này, các bạn bấm gỡ để xong các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video tiếp theo từ mình nha.